tạo lò xo nén. Trần Thành rít bon, lít vào tab design, panel screen, compression. Trong hộp thoại vừa mở ra, ở tab design, sử dụng khu vực placement để xác định các thông số lắp ghép và trạng thái chịu tải của lò xo. Ở mục axis, chọn mặt trụ hoặc trục để xác định vị trí trục lò xo. Ở mục Start Plan, chọn mặt phẳng sẽ lắp ghép với đuôi lò xo. Sau khi xác định vị trí trục và đuôi của lò xo, một bảng xem trước của lò xo với các thông số đã chọn sẽ hiển thị. Ở mục Install Length, chọn chiều dài lắp ghép của lò xo. Với tùy chọn Min Load, chiều dài lắp ghép của lò xo được thiết lập bằng chiều dài khi chịu tải ban đầu. Với tùy chọn Work Load, chiều dài lắp ghép của lò xo được tính toán dựa trên tải trọng làm việc. Với tùy chọn Max Load, chiều dài lắp ghép của lò xo được thiết lập bằng chiều dài khi chịu tải lớn nhất. Với tùy chọn Custom, chiều dài lắp ghép của lò xo sẽ được thiết lập bởi người sử dụng. Bạn có thể thiết lập các giá trị tải trọng ban đầu, tải trọng lớn nhất và tải trọng làm việc ở tab Calculation. Ở mục Coil Direction, chọn hướng xoắn của lò xo là led hoặc ray từ danh sách sổ xuống. Vì gia công lò xo hướng xoắn trái yêu cầu các dụng cụ chuyên dùng, nên hướng xoắn lò xo phải thường được chọn, trừ trường hợp đặc biệt. Ở mục Screen Wire, nhập giá trị đường kính dây lò xo. Sử dụng các tùy chọn trong khu vực Screen Length để xác định các thông số nào sẽ nhập vào và các thông số nào sẽ được tính toán. Các thông số được tính toán sẽ hiển thị màu xám. Sử dụng tùy chọn Loose Screen Length để xác định chiều dài của lò xo ở trạng thái tự do, chưa chịu tải. Sử dụng tùy chọn Pitch để xác định bước lò xo. Sử dụng tùy chọn Active Coils để xác định số vòng làm việc của lò xo. Sử dụng các tùy chọn trong khu vực String Diameter để xác định các thông số nào sẽ nhập vào và các thông số nào sẽ được tính toán. Với tùy chọn Outer, đường kính trung bình và đường kính trong của lò xo sẽ được tính toán theo đường kính dây và đường kính ngoài đã cho. Với tùy chọn Median, đường kính trong và đường kính ngoài của lò xo sẽ được tính toán theo đường kính dây và đường kính trung bình đã cho. Với tùy chọn Inner, đường kính trung bình và đường kính ngoài của lò xo sẽ được tính toán theo đường kính dây và đường kính trong đã cho. Chuyển sang tab Calculation để nhập các thông số cần thiết cho tính toán. Ở mục String Strength Calculation, chọn kiểu tính toán bền từ danh sách sổ xuống. Chọn Compression String Design
để tính toán kích thước của lò xo với tải trọng đã cho. Chọn String Test Calculation để tính toán kích thước lắp ghép và kiểm tra độ bền lò xo theo tải trọng và kích thước cho trước của lò xo. Chọn Work Force Calculation để tính toán các lực gây ra bởi lò xo có kích thước đã cho. Nhập các thông số tải trọng, vật liệu của lò xo. Click vào More Options ở góc phải để hiển thị các điều chỉnh khác cho thiết kế. Click Calculate để tiến hành tính toán. Các kết quả tính toán sẽ hiển thị trong khu vực Resource. Các thông số không thỏa kết quả tính toán sẽ hiển thị màu đỏ, tức giá trị của chúng không phù hợp với các thông số khác hoặc tiêu chuẩn tính toán. Các báo cáo về kết quả tính toán sẽ hiển thị tại khu vực Summary of Message. Click Resource để hiển thị báo cáo tính toán dạng HTML. Click OK để chèn lò xo vào mô hình lắp ráp Autodesk Inventor. Chỉnh sửa lò xo bằng công cụ Compression String Generator. Mở mô hình lắp ráp Autodesk Inventor có chứa lò xo được thiết kế bằng công cụ Design Accelerator. Chọn lò xo muốn chỉnh sửa, click chuột phải và chọn Edit Using Design Accelerator. Chỉnh sửa lò xo, bạn có thể thay đổi tải trọng, vật liệu hoặc kích thước của lò xo. Click OK để cập nhật các chỉnh sửa.